Đánh giá về triển vọng năm 2022, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, kết quả đạt được 7 tháng đầu năm của Bình Dương là tiền đề quan trọng để sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển và là trụ cột đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay đưa ra giải pháp cho phát triển công nghiệp trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh khẳng định tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến chế tạo từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh tăng tỷ lệ nội địa hóa để hình thành và phát triển chuỗi cung ứng bình dương mời gọi các nguồn lực xanh đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh quan tâm như các ngành công nghiệp kỹ thuật cao công nghiệp phụ trợ công nghệ thông tin nông nghiệp công nghệ cao sử dụng năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường cũng như đầu tư phát triển thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực